cả chúng ta đều quen thuộc với cảm giác mùa hè khó chịu khi lũ muỗi liên tục vo ve xung quanh chúng ta tìm kiếm miếng ăn. Thậm chí tệ hơn, nhiều loài muỗi có thể mang các bệnh truyền nhiễm chết người, chẳng hạn như virus Zika hoặc bệnh sốt rét. Đặc biệt, vấn đề thứ hai gây ra những mối đe dọa sức khỏe đáng kể trên toàn thế giới. Với khoảng một nửa dân số thế giới sống trong các khu vực được biết là có tỷ lệ lây truyền bệnh sốt rét cao. Trên thực tế, CDC ước tính rằng 627.000 người chết mỗi năm vì bệnh sốt rét. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, nhiều loài muỗi trong số này dường như đã phát triển một quá trình tiến hóa độc quyền đối với con người. Nhưng chính xác thì làm thế nào mà muỗi lại biết cách tìm kiếm con người và nhắm vào chúng ta với độ chính xác như vậy? Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature có thể có một số câu trả lời. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton nghi ngờ rằng để một loài phát triển tốt như vậy, mặc dù phụ thuộc vào một loài duy nhất để ăn, thì phải có một cơ chế phức tạp hoạt động để giúp muỗi tìm thấy con mồi duy nhất của chúng. Để kiểm tra các cơ chế này, các nhà nghiên cứu đặc biệt tập trung vào cách muỗi phát hiện mùi và cách chúng phân biệt giữa mùi của con người và mùi của các loài khác. Đặc biệt chú ý đến mối liên hệ giữa hoạt động của não được ghi nhận thông qua công nghệ hình ảnh và các tín hiệu mà muỗi thu được để phát hiện mùi của con người. Về cơ bản, muỗi ngửi thấy mùi gì? Và làm thế nào để chúng ngửi thấy nó? Hình ảnh não của muỗi không phải là một kỳ công dễ dàng. Những con muỗi phải được biến đổi gen để não của chúng sáng lên. Sau đó, khi ở bên trong công cụ hình ảnh mới lạ của nhóm nghiên cứu, các nhà nghiên cứu sẽ giới thiệu những con muỗi có cả mùi của con người và động vật không phải của con người. Nhưng bởi vì các hợp chất tạo thành mùi của con người và mùi của các loài động vật khác trùng lặp theo những cách đáng kể, các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm các hợp chất rõ ràng hơn trong mùi của con người. Họ xác định rằng mùi khai và không có mùi hôi phổ biến hơn trong mùi của con người, và phát triển những mùi rất rõ ràng là của con người. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là muỗi thực sự sử dụng một cách khá đơn giản để xác định mùi của con người so với các loại mùi khác của động vật có vú. Về cơ bản, muỗi có hai vùng não hoạt động khi được tiếp xúc với các loại mùi khác nhau. Một loại hoạt động với nhiều loại mùi, trong khi loại kia chỉ hoạt động đối với mùi của con người. Các nhà nghiên cứu giả định rằng một trong hai hoặc nhận thức này, mặc dù đơn giản, là cách muỗi có thể nhắm mục tiêu vào con người với mức độ chính xác như vậy. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!